Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về một cái mẫu thiết kế ngôi nhà có cái khẩu độ là 5m và 21m. Với cái khẩu độ này thì các bạn có thể áp dụng cho cái ngôi nhà của mình có cái kích thước từ 5 đến 5 x 16 hoặc 5 x 18 đều có thể là phù hợp. Và các bạn có thể biết một số cái chi tiết về kết cấu cũng như là cái bố trí như thế nào cho nó hài hòa hợp lý. Như các bạn thấy đây là một cái ngôi nhà tại cái mặt bằng tầng 1. Các bạn thấy là được bố trí với 7 cái đài, 7 cột tương đương với 7 cái đài cọc. Và một cái khu cầu thang máy với cái khoảng từ 1 đến 2 là 4m96. Tiếp theo là 1m71 tim cho cái ô cầu thang máy. Cầu thang máy thì thường chúng ta sử dụng vẫn 1m6 x 1m6. Và cái ô cầu thang của chúng ta ở đây được bố trí là 3m92, các bạn, 3m92. Với cái cầu thang tầng 1 thì bảng rộng là 1m21, các bạn, khi các bạn hoàn thiện vào nó vào cỡ 1m25. Và cái nhà tắm của chúng ta ở đây được bố trí là 1m09, các bạn. Với cái nhà tắm này thì các bạn rửa ráy và vệ sinh cá nhân, không tắm giặt thì chúng ta vệ sinh thường nó cũng rất là thoải mái rồi. Và để lại một cái khoảng không còn lại là để làm kinh doanh. Các bạn thấy là với cái khẩu độ là 4m2, 3m1 và 3m59. Nên chúng ta được cái ô vị trí cầu thang. Và đây chúng ta thấy cái phòng khách là cũng khá là rộng, 5m là khá là rộng. Ô cầu thang là 3m92, thường là 3m8, 3m92, đây chi tiết là 3m92 các bạn. Vậy thì tiếp theo đến cái tầng 2 thì được bố trí thế nào, chúng ta cùng xem cái tầng 2. Ở tầng 2 đây thì các bạn thấy là được bố trí một cái phòng khách tại cái vị trí 3m1, tức là cái sàn đằng sau lên là các bạn thấy là nó là cái tầng lệch. Lên đây là lên cái phòng khách là 3m1, 3m1 và sang cái phòng phía đằng trước thì tại vị trí cao độ là 4m2 các bạn, thì được bố trí với hai phòng ngủ, tức là cái tầng 2 là cao từ tầng 1 lên 4m2, chúng ta được bố trí hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này thì dùng chung một cái nhà vệ sinh, các bạn thấy nhà vệ sinh này được bố trí cửa bên ngoài, cho nên hai cái nhà này là dùng chung. Từ cái vị trí cửa này ra đến cửa này và vị trí cửa này ra cửa này, đây là một cái bố trí cũng rất là cái hợp lý rồi. Cái nhà vệ sinh này thì được bố trí một cái lỗ thông tầng để đổ ra bên ngoài, tức là từ tầng 1 thông lên tận trên lắp, để cái này là vừa là hút gió cũng đồng thời là đẩy những tạp uế trong cái ngôi nhà của chúng ta lên cái không gian trên cao, nó sẽ không bị những cái mùi uế tạp nó đọng lại trong nhà. Và tại cái vị trí này mà ra cái vị trí này cũng như cái vị trí của phòng ngủ số 2 và cái nhà tắm W2 này thì nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng đến hai ngôi nhà này. Cho nên là cái vị trí phòng nhà tắm này ở đây nó rất độc lập, có thể dùng chung cho hai nhà. Cho nên nếu như bố trí cửa vị trí này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhà tắm này. Cho nên cửa vào chúng ta bố trí ở đây thì cái nhà tắm này thì chúng ta dùng chung rất là phù hợp với cái nhân khẩu của hai cái phòng này khoảng 4 đến 6 người thì chúng ta có thể là khá là đôi người ngủ đây. Rất là phù hợp cho cao độ 4m2. Nhiều bạn thì bỏ bố trí thêm một cái phòng vệ sinh ở trong cái tầng 4m2 phòng ngủ số 2 này. Như bố trí phòng ngủ số 2 này thì nó sẽ mất đi cái diện tích. Chúng ta có thể bố trí vị trí này và chúng ta đổ cái thông khí ra đây cũng vẫn là được. Nhưng mà chúng ta như vậy thì nó sẽ hơi bị lãng phí đi, mất cái không gian. Để chúng ta có một cái phòng ngủ thông thoáng như này thì khu xem tivi rồi các thứ bố trí ở vị trí này rất là hợp lý. Chúng ta bố trí một phòng ngủ nữa ra ngoài này thì chúng ta sẽ mất cái không gian cũng như cái vị trí này. Chúng ta thấy những vị trí để tivi ở vị trí này, tivi chúng ta để ở đây cũng rất là hợp lý rồi. Đây những phòng khách, đây chúng ta treo tivi ở những cái vị trí này rất là đẹp các bạn. Tiếp theo lên cái tầng 3 thì chúng ta được bố trí như thế nào, chúng ta cùng xem là cái tầng 3 thì bố trí ra làm sao. Đây là cái tầng 3, bạn thấy cái tầng 3 của chúng ta. Tầng 3 của chúng ta thì được tại vị trí là tầng 3 thì ở đây chúng ta thấy là lên cái tầng 3 của chúng ta hoàn toàn là cái tầng bằng. Chúng ta đổ cái tầng bằng tại vị trí 7m8,
với cái cao độ là 7m8 thì chúng ta bố trí một cái phòng ngủ số 3 ở bên trên cái phòng khách của tầng 2. Với cái phòng ngủ này thì được bố trí khép kín, toàn bộ khép kín các bạn. Phòng ngủ này khép kín, có nhà vệ sinh bên trong và phòng ngủ khép kín. Chúng ta thấy là bố trí ra. Ở đây thì ra toàn bộ ra ngoài văng, ra cửa ra ngoài văng thì được bố trí xây thụt vào. Xây thụt vào và cửa mở ra. Cái này thì các bạn cũng có thể nghiên cứu vì đây là theo cái sở thích của từng bạn. Các bạn có thể xây bằng hoặc xây tạo dáng thụt vào như thế này. Xây thụt vào thì nó sẽ khó hơn cho cái quá trình thi công một chút, nhưng mà cái kiểu dáng thì nó sẽ tạo cái độ mỹ thuật, nó thẩm mỹ nó đẹp hơn các bạn, thẩm mỹ đẹp hơn ra bên ngoài. Cả phía trước phía sau văng đều thụt như vậy. Đây chúng ta thấy cái phòng ngủ ô cầu thang tại vị trí cao 7m8 này. Và phía trước của chúng ta cũng có một cái phòng ngủ khép kín tại vị trí 7m8, một phòng ngủ khép kín nằm bên trong. Và ra bên ngoài là cái gian thờ 3m rưỡi, 3m59, coi 3m6 các bạn. Tại vị trí mà cái gian thờ của chúng ta tựa lưng vào thì được bố trí một cái kho. Ở đây là đơn vị thi công cũng cố tránh là để tựa vào cái nhà vệ sinh, tránh đi những cái tâm linh và dựa vào một cái nhà kho rất vững chắc. Bên trong là chúng ta để một cái nhà kho, nên là khi bàn thờ của chúng ta tựa vào những cái kho thì rất là vững chắc và rất là có những cái tâm linh đằng sau là cái kho, cho nên là thoải mái, là chúng ta rất là phù hợp về yếu tố. Cũng là toàn bộ ô thoáng là đổ ra cái thông tầng ra ngoài, cho nên là chúng ta không lo gì bị mùi nó ấy vào trong nhà. Đây là một bản thiết kế mình cho là cũng khá là phù hợp. Đây các bạn thấy khép kín 4m2, một phòng ngủ cũng khá là rộng, và một phòng ngủ là 4m5, 4m96, 4m95, tương đối là rộng, bố trí rất là rộng. Tiếp theo lên cái tầng sàn mái, đây thì các bạn thấy là cái sàn mái là tại vị trí là 11m4, thì được bố trí một cái sân phơi và cái sân chơi phía bên ngoài 11m4. Ở đây thì các bạn có thể là nộp tôn, đây là đổ mái là tôn, hoặc là các bạn là làm cái đổ lên làm cái sân chơi bên trên nữa. Đây là cái sàn mái là bên ngoài, sàn mái tôn là 14m7. Tại vị trí 14m7 này thì cả trước và sau đều bằng nhau các bạn, đều bằng nhau. Và ở đây thì chúng ta thấy là lọc tôn, chống lắm. Vậy thì cái này chúng ta có lên lọc tôn hay không, và trên cái mái tôn này lên nữa là cao hơn là 1m, tức là tại vị trí cái phòng kỹ thuật này là cao ở vị trí cao độ là 15m6. Vậy thì chúng ta cùng đi đến cái mặt cắt của bản thiết kế này. Như vậy là đây là cái mặt bằng sàn mái. Mặt bằng sàn mái của chúng ta thấy cao nhất ở trên thang máy là 17m2 các bạn, tại vị trí 17m2. Đây là cái mặt tiền phía sau, bạn thấy vị trí xưa sau với cao độ là 3m1, 4m7 và 3m6, 3m3 và 2m5. Vậy cái phòng khách ở phía đằng sau của chúng ta, cái tầng lệch của chúng ta là rất là cao, 4m5, 4m7. Với cái cao độ này thì các bạn có thể bố trí trần gỗ, trần thạch cao, trần kỹ thuật hoặc là những cái đèn chùm rất là sang trọng. Với cái cao độ này thì các bạn có thể thiết kế được một cái phòng khách của các bạn rất là hoành tráng ở cái khẩu độ 5x15, 25m2 như thế này. Các bạn thấy là rất là hoành tráng với cái cao độ này. Thế thì đi tiếp theo đến cái mặt tiền phía trước thì các bạn thấy phía trước chúng ta có là 4m2, 3m6, 3m6 và 3m3, 2m5 trên tùm. Vậy đi đến cái mặt cắt, đây là chúng ta cùng trông đến cái mặt cắt của cái ngôi nhà này.
Đây là cái mặt cắt của cái ngôi nhà này thì các bạn thấy là với cái chiều cao là 17,2 m đi đến đỉnh. Vậy thì cái phòng giặt sân phơi ở đây chúng ta là 14,7 m các bạn, 14,7 m sân phơi và chúng ta lập tôn. Và tại vị trí này là 14 cũng là 14,7 m. Thì tại 11,7 m ở đây thì chủ nhà bố trí cái sân chơi, làm cái sân chơi và trên này thì dự định đổ silo. Thì theo như mình thì các bạn đổ toàn bộ cái sàn mái này, bỏ cái phần mái tôn này đi, bỏ phần mái tôn này đi và đổ thẳng ở cái 14,7 m này đi. Đấy. Thì chúng ta được cả một cái tầng 4 này, tầng 4 này và lên cái sân chơi chúng ta đưa lên cái tầng 5, tầng 5. Thì chúng ta tận dụng được cả cái không gian này và chúng ta không phải để dùng đến cái mái tôn này, mái tôn này chúng ta cũng bỏ đi. Và toàn bộ cái mái này từ cái cao độ 14,7 m này là chúng ta coi cái đây là một cái mái chống lóng các bạn, chống lóng, chống lóng. Tại vị trí mái chống lóng này thì các bạn đổ bê tông hai lớp các bạn. Với hai lớp thép này thì các bạn đổ lớp thứ nhất, khi các bạn đổ lớp thứ nhất bằng cái lớp sắt thứ hai, tức là đổ bê tông bằng cái lớp sắt thứ hai. Sau khi bằng lớp sắt thứ hai rồi các bạn dùng đầm thước hoặc đầm bàn, các bạn đầm kỹ cho mình, các bạn đầm kỹ cho mình. Sau khi đầm kỹ rồi các bạn rắc một ít xi măng tinh, các bạn rắc độ khoảng với cái diện tích sàn này các bạn rắc khoảng độ 2 bao xi măng tinh. Tiếp tục là các bạn đầm lại, đầm lại. Và tiếp đó sau đó là các bạn đổ một tiếp một lớp bê tông gọi là lớp thứ hai. Lớp thứ hai. Với cái phương pháp này thì mình gọi là cái chống thấm trực tiếp. Mình làm ở cái phương pháp này thì chưa thấy cái mái trần nào sử dụng nó bị thấm cả. Nó thấm cả. Sau này các bạn có thể bơm nước trực tiếp, mùa hè các bạn bơm nước trực tiếp lên đây. Đấy, sau khi đổ xong cái lớp bê tông thứ hai các bạn cán phẳng, các bạn cán phẳng rồi và các bạn cũng đầm thước kỹ. Thì cái lớp bê tông thứ nhất này sau khi rút nước đi nó sẽ tạo thành những cái khe hở. Thì giữa cái khi xi măng chúng ta rắc lên nó tạo thành hai cái lớp này, nó tạo thành một cái liên kết với cái cường độ mát cao và nó sẽ ở cái lớp thứ hai là cái bê tông nó sẽ có nước, nó sẽ thẩm thấu xuống và nó ngấm, nó lấp tìm những cái lỗ mà bê tông lớp thứ nhất đã tạo lên độ rộng. Sau khi cán phẳng và đầm thước hoặc đầm bàn các bạn kéo qua cái lớp thứ hai và tiếp theo đó là các bạn rắc xi măng tinh lên, rắc xi măng tinh lên. Đợi khi nào cái xi măng tinh của các bạn nó ngấm đủ mà chúng ta cảm thấy xoa được thì chúng ta xoa. Còn nếu có điều kiện các bạn đánh bóng được luôn thì là tốt nhất. Đánh bóng được luôn tốt nhất. Sau đó chúng ta chát và chúng ta đánh bóng luôn. Thì trên này các bạn được một cái sân chơi rất là phẳng phiu mà sau này các bạn có thể nạt hoặc làm cái gì. Và chúng ta hoàn toàn an tâm là nó không lo bị thấm hoặc là bị rạn nứt do cái thời tiết. Thời tiết thì trên này các bạn có thể bố trí những mái vòm hoặc bố trí những trồng cây cảnh hoặc là làm những cái sân chơi chúng ta, vì thang máy của chúng ta lên đến tại cái vị trí là 14,7 m này rồi, chúng ta được một cái sân chơi. Sau này chúng ta có thể chống cột lên và chúng ta dựng cái nhà vòm nó cao khoảng độ 2,5 m lên, cái là chúng ta được một cái vườn cây ở trên đỉnh này rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta đi đến cái kết cấu của cái cọc móng. Các bạn thấy là với cái bảy cái mố đài này thì các bạn thấy là được bố trí là rất là chắc chắn. Các bạn thấy là rất là chắc chắn. Tại vị trí số 1 đây, các bạn thấy được đóng 4 cái cọc. Còn lại là từ vị trí số 2 cho đến vị trí số 5 được bố trí với 3 đài cọc, 3 mỗi cọc, mỗi đài là 3 cọc. Cầu thang thì không nói, là cầu thang các bạn thấy được bố trí là 9 cái cọc. Và tiếp theo từ cái vị trí số 6 cho vị trí số 7 là đều đóng được 4 cái cọc. Thường thì các vị trí góc này là các bạn thường là đóng 3 cọc. Theo chữ N vuông góc thế này, vuông góc thế này. Nhưng đây thì muốn chắc chắn hơn. Với cái kết cấu như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm lên được 4-5 tầng. Rất là an tâm. Đây các bạn thấy là đây chúng ta nhìn thì chúng ta có thể quan sát thêm. Đây là vị trí dầm D1, dầm 1, dầm ngang từ chỗ cầu thang đây dầm 3. Và những cái dầm ngang móng nhà đây gọi là dầm D2. Thì chúng ta xem cái dầm này, những cái dầm này được bố trí như thế nào. Đây, đây các bạn thấy là đây, các bạn bố trí là thường là chúng ta đổ những cái dầm là 300, 600. Nhưng ở đây đơn vị thiết kế là thiết kế cái dầm D1 và D2, dầm 1 và dầm 2.
là thiết kế với cái dầm mà 250 và cao là 500, 250 500. Cái này thì các bạn có thể đưa lên 200 300 600 thì nó chênh nhau cũng không nhiều về bê tông, nhưng mà nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Còn với cái này thì các bạn thấy là ba cái đê sắt phi 20 trên và ba sắt phi 20 dưới với cái dầm như thế này cũng khá là khỏe. Các bạn thấy là nhiều bạn hỏi có cần cái sắt chống phình hay không, cái dầm của chúng ta nhỏ hơn 600 thì chúng ta không cần chống phình các bạn, không cần chống phình. Còn những cái dầm D3 thì các bạn thấy là cũng dùng sử dụng 4 cái phi 18. Đây là hệ thống sắt đài cọc. Các bạn thấy là thường là chúng ta làm cái cọc đài là chúng ta cứ xây gạch thôi, và chúng ta đổ nó đấy. Như các bạn thấy ở đây chúng ta lên đổ một cái lượt lót móng khoảng 7 phân. Tức theo cái tiêu chuẩn 5574 thì các bạn thấy nếu mà đổ được lót móng ấy, thì chúng ta chỉ phải kê cái sắt chống bảo bảo vệ sắt, tức là kê thép bê tông bảo vệ sắt khoảng độ 4 cm thôi. Nhưng mà nếu không có cái lớp chống thấm không có lớp bê tông lót, chúng ta có thể xây bằng gạch và cái nọ đấy kia, thì chúng ta phải để cái bảo vệ bê tông của chúng ta là 7 phân theo cái tiêu chuẩn 5574/2018. Thế thì ở đây chúng ta đổ một lớp lót móng là đá 46 mát 150, nó cũng rất là rẻ thôi. Nó đỡ đi rất là nhiều công xây và đỡ tốn cảnh. Mà móng của chúng ta nó cân được phẳng rất là chắc. Và đây chúng ta thấy là bên dưới là được đan một cái lớp đế là phi 12 A150. Đấy, các bạn thấy phi 12 A150. Và bên trên cũng vậy, đan một cái mũ là phi 12 A150. Cái đài của chúng ta là cao là 80. 80. Đấy, các bạn thấy là mũ đài của chúng ta như vậy. Đây là các cái vị trí cọc các bạn. Các bạn thấy là cái khoảng đóng cọc từ mép bên trong ra, tức là phổng bì bên ngoài vào đến tim cọc của chúng ta là 40. Thường là nếu như những cái này mà chúng ta mà những cái nhà mà chưa có bên kia thì chúng ta có thể đưa nó sát vào bên trong. Nhưng đây chúng ta thấy là đưa cái cọc của chúng ta vị trí từ cọc lọ sang cái cọc kia là theo tim là 600, các bạn thấy 600 khoảng ngoài. Đấy, cọc đài của chúng ta là 1m2 và 1m, 1m, 1m2. Đây là vị trí cầu thang máy. Các bạn thấy là đây là cái dầm móng, các bạn thấy cái dầm móng của chúng ta. Dầm móng của chúng ta có chiều cao là 500 thôi. Các bạn thấy là cái cọc này các bạn thấy là chúng ta đập nhớ đủ để nhô lên trên là 10 cm. Phần lớn này chúng ta đập là cứ bằng tì thế này. Đấy, chúng ta đập cao lên khoảng 10 cm. Như vậy là từ cái dầm móng này xuống cái này của chúng ta là 30 phân nữa. Cái dầm móng khi mà cái móng này của chúng ta là 80 thì cái dầm này của chúng ta có 500 thôi. Dầm của chúng ta cao hơn cái đài là 30 cm. Các bạn thấy là 30 cm. Sắt cột được bố trí sắt phi 20 các bạn. Này, tại những vị trí tim cột. Đây là cái sơ đồ bố trí cột, các bạn thấy 7 vị trí cột. Khoảng cách nhau đây các bạn nhìn nó rất là rõ. Đây là bố trí cất cột của các cái tầng, thì các bạn thấy từ tầng 1 đến tầng tung thì các bạn thấy là đều được bố trí là sắt 4 cây sắt phi 20 các bạn. Phi 6 đai phi 6 đan A100 A100.
Thường là các bạn thấy các tổ thợ là đan những cái cột này phần lớn là đan A20, A200 này các bạn, A200. Cho nên ở những cái cột này thì chúng ta nên đưa nó về cái đai A100 các bạn, A100. Và cái đai này thì chúng ta tại sao cái đai là các đơn vị thi công là đan nó thưa hơn, tức là theo cái tiêu chuẩn là không quá A200. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nếu như đan A100 hoặc A150 ấy, thì nó tốn mất rất nhiều công các bạn. Với cái trọng lượng sắt thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Các bạn biết là với một cái trọng lượng thép phi 6 thì nó không đáng nó bao nhiêu. Nhưng mà với cái công để đan cái sắt này, buộc cái sắt này thì nó mất rất là nhiều. Cho nên là thường là những cái đơn vị thi công hoặc những tổ của đội sắt thép họ không có thiết kế thì họ cứ đan A150 hoặc A200, phần lớn là đan A200 các bạn. Chỉ có những chỗ lối, chỗ đoạn lối thép thì họ đưa xuống 150. Nhưng mà ở đây chúng ta đan với cái A100 nó không tốn bao nhiêu là đai thép, nhưng mà nó chắc chắn và nó thẳng hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều các bạn. Nên các bạn thấy là cái với cái cột thì các bạn đan với cái A100 cột đều được bố trí là 4 cây thép D phi 20 đan A100. Đây là tại cái vị trí cao 3m1 các bạn, 3m1 ở cái tầng lệch, các bạn thấy ở tầng lệch, đây là cái tầng lệch. Tầng lệch thì chúng ta thấy là cái đủ một cái trần, đây là trần phòng khách. Thì trần phòng khách này các bạn thấy là cái dầm được đi cái dầm sàn, tức là cái dầm ngang tường này, cái dầm 1 2 đây, cái dầm D1 trừ 2 thì các bạn thấy là đi cái dầm 400, tức là cả cả sàn bê tông 10 phân, dầm ở dưới là 300. Còn cái dầm dọc này là được đi cái dầm 500 các bạn, 500, dầm 400 và bê tông là 10 phân trần nữa là coi như là 500. Bạn thấy là với cái hệ thống dầm rất là chắc, với 3 cây phi 18 bên dưới và 3 cây phi 18 bên trên, sắt đai D6 đan A150 với cốt 4m2 thì các bạn thấy là đều được đi dầm toàn bộ dầm vòng quanh tường là dầm bo là 400, 400 trong đó là có 10 phân bê tông trần, sắt đai được đan là A150 với 3 cây D18, 3 cây phi 18 bên dưới và 3 cây phi 18 bên trên. Với cái dầm D1 và D2, D1, D2 và D22, D3, D2 trừ 3 và D2 trừ 4. Các bạn thấy D2 trừ 2 với cái dầm ngang, các bạn thấy D2 trừ 4 này. Các bạn thấy là được đan với cái dầm, bố trí một cái dầm với 4 cây thép. Cái này là sau là xây cái bờ ngăn bên trên để tạo phòng các bạn, nên buộc phải bố trí một cái dầm cái này 4m2 này. Đây là cái vị trí cấp điện này, các bạn thấy thì xem cái này thì đơn giản rồi, cái này thì thợ điện họ trông thì họ sẽ làm được đơn giản rồi. Đây là thoát thải. Cái này thì được xây một cái bể nước ở bên trong nhà các bạn để cấp lên, vì cái khu này thì nước nó chưa chưa có nhiều nên là ra chủ bố trí một cái bể nước để tránh mất nước. Đây là hệ thống thoát thoát nước, các bạn
thấy hệ thống thoát nước bên dưới thì các bạn thấy từ nhà vậy, từ tầng trên đổ xuống là ống 7 phốt là đều dùng cái ống D110 đi dưới sàn, và ống thoát cũng dùng ống 110 thoát ra bên ngoài. Toàn bộ này là nó được đổ bằng một cái hố ga xử lý, cái hố này để tránh mùi các bạn, tránh mùi từ từ bên trong đổ vào, đổ vào cái hố ga này và chạy đi. Cái hố này thì nhiều khi là cũng có cái ưu điểm cũng có cái nhược điểm. Cái hố này thì các bạn nếu có điều kiện các bạn đưa nó ra bên ngoài này, thì sau tắc hoặc là thường xuyên chúng ta phải vệ sinh cái chỗ này thì chúng ta xử lý nó dễ hơn, không nên để trong nền nhà này, chúng ta đưa ra ngoài hiên mà tiếp tục chạy ra cái hố ga. Hố ga này là hố ga công cộng. Rồi bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chia sẻ của các bạn để những cái công trình của chúng ta ngày một phù hợp hơn, tốt hơn, tiến độ thi công nhanh hơn và công năng sử dụng tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.